Amy chào mừng các bạn đến quay trở lại với kênh Amy ha. Amy đã làm xong bộ móng này, hôm nay Amy chia sẻ cách giả thiếp nè. Thiếp này thiếp xéo nha cả nhà. Xéo từ trên cạnh xuống. Thiếp thì mình giả thiếp xéo nè. Thiếp đầu móng hoặc là mình giả vi ha. Cái phút bác không mình biết. Rồi. Bên đây thì em mình xéo lại. Mình giả cho nó đối chiếu nhau chứ không có mọc chiều ha. Sơn nước thứ nhất thì nó chưa có đều hết cả nhà. Đây là nước thứ hai thì nó sẽ đều hơn. Tiếp thì mình cũng chú ý cạnh bên đây ha, để mình đi nó không sát, không có phủ hết đất sơn ha cả nhà. Feedback for me please. Đó là mày đã xong rồi, mày đi lại nước thứ hai nè. Này thì rất là dễ lắm. Thường thì mình làm này mình giả thiếp như vậy nè các bạn, thì mình sẽ lấy được tiền nhiều hơn là khách sơn nguyên móng ha. Feedback for me. Giờ ok, em mình sẽ giả line luôn nha cả nhà. Em mình sẽ giả line màu đen cho cô khách này. Nhưng mà giữa cái line màu đen em mình sẽ bỏ cái kim tuyến nè. Cô này cô giả 4 ngón ha, thì em mình sẽ giả line 6 ngón còn lại thôi. Cô giả ngón danh và 2 ngón tỏ nên em mình không có bỏ kim tuyến này ngón đó. Sẽ giả like luôn nè. Giả like đen ha. Đơn giản không các bạn? Mình kéo một đường ở dưới đây thẳng xéo xéo lên. Trên đây mình kéo một đường lại xuống. Nó rất là elegant looking luôn. Feedback for me please. Bên đây em mày cũng làm y vậy luôn ha. Thật ra những cái mẫu như vậy là cả nhà rất là thông dụng. Thông dụng cho khách hàng mà thông dụng cho mình á. Mình làm như vậy mình có thêm được tiền nữa ha. Nếu mà mình sơn nguyên móng thì mình không có lấy thêm được tiền khách hàng. Bên đây em mì đi cũng vậy luôn.
cũng ở dưới cạnh này, em mày kéo thẳng lên nè, cả nhà thấy không? Lại ra. Nên em mày đi thẳng xuống cái lại ra cái đuôi. Thấy không cả nhà? Thằng ở đây em mày kéo thẳng lên. Back for me please. Bây giờ em mày sẽ vẽ đó nè cả nhà. Mình sẽ vẽ màu trắng với màu hồng ha. Mình dùng những cái màu vẽ này mình mua ở nail supply thôi, chỗ nào cũng có. Ok cả nhà. Bây giờ em mình sẽ đi dài cái đường đen ở dưới đây nè. Cho nó đẹp thôi, để mình vẽ bông thôi, đơn giản nè. Ok, mình sẽ vẽ bông ha. Mình lấy màu hồng với màu trắng nè. Hai cánh ha. Sẽ vẽ bên đây nè. Ba cánh đó cả nhà. Đây cũng vậy, những mẫu này rất đơn giản cả nhà ơi. Ok, put back for me please. Em mình sẽ vẽ ba cánh bên đây nè. Chấm màu là hai màu ha cả nhà. Nửa trắng nửa hồng ha. Rồi mình xây cái bông cho tròn hay không mà do cái tay mình thôi. Các bạn thấy bà khách này bà hay rung rung ha. Mình vẽ mình chưa rung mà bà rung cũng là mình rung theo nữa nè. Mình muốn vẽ bao nhiêu cánh cũng được, cái bông tùy mình thôi cả nhà. Ok, phân bát for me. Bây giờ qua bên đây mình sẽ vẽ thêm những cái line vòng vòng cái hoa nha. Bên đây cũng vậy.
bây giờ em sẽ dùng màu đen nè. Ra quá nhiều. Sao? Mình sẽ chấm những cái chấm đen vô ngay giữa cái nhị bông ha. Mình đã hoàn thành xong cái bông rồi cả nhà. Mình có thể bỏ kim tuyến cũng được, mà tại em mày không bỏ thôi. Có thể bỏ kim tuyến vô giữa đó hoặc là cái đai mình cũng được. Cái câu cách này cũng ít rung quá ha. Ok, phút bạc phong này. Bên đây cũng vậy. Rồi giờ mình sẽ bỏ vài cái chấm trắng nè. Feedback có mấy clip rồi, bên đây cũng vậy. Em mày bỏ cái chiều lại ha. Ok, feedback có mấy. Okay, các bạn, sau khi bỏ nước bóng xong lại mì đã xong bộ nail rồi nè cả nhà. Mì giá thiếp ha, mì giá thiếp black line và 4 cây hoa nè cả nhà. Ok các bạn, em mì xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.